Rồi, hello anh em nha. Lâu lắm mà mình không có lên clip làm clip cho anh em. Mấy bữa nay mình bán xuống mình không có kịp quay phim nha. Hôm nay mình có thời gian rảnh làm cho anh em cái clip mình giao con da dép màu vàng đây rồi xong sẽ ra. Mình giao da dép vàng mình chở tận nhà cho anh em Trà Vinh nha anh em. Đây là gần tới rồi, đây là thuộc địa phận của Trà Vinh nha. Đi từ Sài Gòn xuống đây như nó 200 mấy cây. Giá Z 60 triệu nha anh em, tiền ship xe khách tự chịu nha. Đây cái này là khách yêu cầu ship nha. Đó. Sĩ bộ sai chia Z bên mình lúc nào cũng có sẵn nha anh em. Anh em nào mà mua thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha. 0977896908. Mình chỉ xài đúng một số điện thoại nhà này duy nhất nha anh em. Rồi chào anh em nha. Một lát nữa mình tới là mình sẽ quay phim tiếp quá trình mình giao xe cho anh em, test xe cho anh em xem cái con Z 60 triệu nó như thế nào nha anh em. 60 triệu là con xe Z nó là loại thường nha. Còn full là một của mình thì tới 7 mấy 80 lận, tùy anh em lên đồ nha. Rồi chào anh em. Ta kéo đường quốc lộ ra. Ta kéo thử cái nồi sau đã, test hết ga hết số đi. Rồi, da dép giao tận nhà cho anh em Trà Vinh. Đây quá xa luôn nha anh em. Đây là Trà Cú, sát bên Sóc Trăng nữa. Đây, đây là Trà Cú nè. Cho anh em test thoải mái. Rồi, anh em nào mà mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha. 0977896908. Mình giao tận nhà nha anh em. Để lát anh em vô mình quay tiếp nha.